Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của kênh Tân TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng điện thoại Android, cụ thể là dòng Xiaomi, các bạn có thể thay đổi được kiểu thông báo rất là hay ở trên cái thanh thông báo. Khi mà các bạn có những cái thông báo, ví dụ như là Facebook, Zalo hoặc là những tin nhắn, nói chung là những cái thông báo chung ở trên hệ thống nhé. Bạn nào mà chưa biết cái tính năng này thì các bạn có thể theo dõi trong video ngắn này của mình nhé. Rồi, như các bạn đang dùng thì các bạn sẽ thấy là những cái thông báo nó ở trên cái thanh thông báo này này. Đấy, nó sẽ có cái hiển thị ở trên thanh thông báo này, các bạn nhìn chưa? Đấy, trên đầu này, đấy. Nó sẽ có cái kiểu thông báo này, các bạn vuốt xuống này, đấy, nó sẽ có những cái kiểu thông báo này này. Đấy. Thì mặc định của các bạn ấy thì bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn cho các bạn thay đổi nhá. Các bạn vào cho mình mục cài đặt chung này. Sau đó thì các bạn tìm đến cho mình mục là thông báo nhá. Đấy, thông báo. Thì tại phần thông báo này thì các bạn hãy chọn cho mình là phần là thanh thông báo này. Của mình đang để mặc định là cái biểu tượng thông báo là kiểu thông báo là MIUI. Đó, nó có hai kiểu, đầu tiên là MIUI, thứ hai là Android. Thì như các bạn để MIUI thì nó sẽ có cái biểu tượng đây, các bạn sẽ nhìn vào chi tiết những cái biểu tượng này này. Đấy. Nó sẽ có ví dụ demo cho các bạn đây này. Đấy. Tức là cái phần logo của những cái app thông báo nó sẽ là cái phần to đùng ở phía đầu này. Đấy, ví dụ mình kéo xuống này. Đây này. Ví dụ như là mình sẽ thấy là những cái thông báo ví dụ như là của mình là đang là TikTok này, đấy, hoặc là có những cái logo của người cái app ấy đây này, đấy các bạn nhìn chưa? Đây này, đấy. Ví dụ như CapCut này, đấy. Ở bên Android thì nó sẽ có cái biểu tượng là cái app nó sẽ nhỏ ở bên trên. Tiếp theo là những cái thông báo, ví dụ mình cho đây này, chuyển sang Android nhé, các bạn vuốt xuống này. Đây. Đây này, ví dụ như ở đây mình thấy là TikTok này nó sẽ có cái biểu tượng logo. Đây này, logo ở trên góc này và những cái nội dung nó sẽ hiển thị ở bên dưới đó. Thì theo mình thì hai kiểu thông báo này bạn nào thích kiểu nào cũng được, nhưng mà mình thấy là kiểu Android nó sẽ là chi tiết hơn. Đây này, các bạn nhìn này, chi tiết hơn, các bạn vuốt xuống sẽ biết được thông báo từ những cái app nào, đó cũng rất là hay. Các bạn có thể chọn một trong hai nhé, thì chẳng các bạn thay đổi cái phong cách mới lạ của cái thanh thông báo này cũng rất là hay đấy. Ok, đấy, những bạn nào dùng Android cụ thể là dòng Xiaomi, các bạn có thể thử cách này nhé. Và nếu thấy video hay đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh nhé và chia sẻ cho người thân bè được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.